Hello, lại là mình đây và hôm nay mình sẽ đưa đến với các bạn một bản tin, đó chính là Blockchain mùa thứ bảy đã được tổ chức và bình chọn. Thì cái giải thưởng này các bạn có thể hiểu nôm na là cái cuộc bình chọn những sao ta? Nói chung là bình chọn những cái mảng game mà được nhiều người ưa thích hoặc là có sự đột biến các thứ đó. Thì thông thường những cái giải thưởng như thế này thì họ sẽ có kèm một cái event nhận vật phẩm miễn phí đi kèm. Tại vì năm ngoái là có nhận được cái áo choàng nè, con mèo gì lâu quá rồi mình cũng quên rồi. Thì mình không biết rõ là năm nay là có tổ chức hay là không thì cũng hên xui. Đó, thì đây là giải Proxy mùa thứ bảy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần gốc event xem nhé. Thì trên điện thoại các bạn nhấn vào cái phần event ở bên đây, còn bên máy tính thì nó sẽ là ở cái góc bên trái cuối cùng có cái chữ event. Thì đây là proxy. Và theo mình được biết thì đây là hai người vừa tổ chức sự kiện. Lý do là mình quá dở tiếng Anh mà cái này thì mình không phải copy về Google dịch được nên là mình chỉ hiểu sơ sơ sương sương thôi. Còn bạn nào mình nghĩ là các bạn sẽ giỏi hơn mình là các bạn sẽ đọc được và hiểu được. À, ở cái phần vlog, bây giờ mình sẽ bấm vô cái phần vlog nó sẽ đâu rồi? Đây. Trong đây thì nó sẽ mô tả cụ thể là những giải thưởng rồi kiểu phổ biến cho cái sự kiện năm nay á. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your life, giving all bạn vừa xem xong video của kênh Mây Phương và hãy để lại một nút đăng ký cũng như là một nhấn một cái chuông cho mình nhé, để có thể nhận được những thông báo trong những video tiếp theo mà Mây sẽ ra. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.